Mình chúc bá gia bá tánh nhé, khỏe mạnh bình an nhé. Hôm qua thì mình có ngồi thiền thì nhận được nói chung là mình hôm qua mình ngồi thiền á, nên là nói chung là mình cũng thông tin một một điều này, tuy là nó nhiệm màu nhưng mà cũng là một cái tin nóng, bởi vì là hôm qua mình ngồi thiền đó các bạn, mình thấy ở trong thiền đó các bạn, nói chung là cái mình thấy nước là mênh mông lắm, mênh mông lai láng, mình nhìn thấy nước mênh mông lai láng các bạn. Rồi sau đấy thì thấy thuyền bơi trên nước mà nước trắng băng đấy các bạn, băng á, mà thuyền thì không có mái, mà nhìn thấy người ngồi trên thuyền là nói chung là đặc lên đó các bạn. Thì đấy là trong thuyền là mình nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thì nhưng mà mình nghĩ là nó có một điểm báo rồi đấy các bạn. Thì các bạn cố gắng chú ý nhé. Thì mình hôm qua mình trong thiền mình thấy những cảnh tượng như vậy, thì mình cũng thông báo tin nóng lên cho các bạn. Rồi bởi vì là bây giờ thời kỳ này thì chẳng hạn như mình có tâm sự với con em gái mình nhé, mình nói để cho nó biết đường nên nó thu xếp á, thì mình cũng dặn nó thôi, vì là nó bây giờ là ở nhà tầng 20 mà, số nhà là 2204 Mỹ Đình Hà Nội mà, và tầng 20 là các bạn biết rồi, thì nó cũng định nói chuyện tâm sự với chị, nhưng mà mình cũng nói để cho nó biết đường nó tránh thôi. Thì mình bảo là tới đây thì có thiên tai rồi hỏa hoạn rồi lũ lụt đấy, rồi chiến tranh rồi loạn lạc, rồi mình cũng bảo là chuẩn bị nước dâng ấy, nói chung là mình nói vậy để cho em mình nói chung là biết được thì nó biết trước được thì nó đề phòng á. Thì nếu như mình có mua đồ ăn thì mình bỏ vào cái loại nhựa để mình dự trữ, nếu mà lúc nào mà thấy khả nghi thì dự trữ rồi bỏ vô các loại nhựa, thì khi mà nước nó dâng lên thì nó nổi lên á, là mình có cái để ăn á, đồ những thức ăn dự trữ đồ khô ấy. Thì bà chị chồng bà còn bảo có lần chị cũng dự trữ xong rồi bị hư mất mấy trăm ngàn liền tiền thức ăn, thì chị cũng nói vậy. Xong thực ra thì chỗ chị ấy, chị cũng hôm qua chị đấy là cái này là tối hôm qua thì mình mới nhìn thấy ở trong thuyền, nhưng mà chị cũng bảo là ở chỗ nhà chị cũng nước ngập, thế chị lại ở Quảng Nam, nhưng mà tình hình thì là cũng là rất tình hình phải không các bạn, chẳng hạn như là ở miền Tây thì là sông nước mà lại có khi lại vì là có hiện tượng là động đất nữa các bạn, như ở miền Tây thì sông nước mà lại thành núi, mà núi thì có khi thành được sông, nói chung là tương lai là quả địa cầu lại thành hình bầu dục, thì nói chung là nhiều cái chuyện thì chúng ta không thể lường trước được, nhưng mà chúng ta cố gắng để khắc ghi rồi chú ý mà tình hình xoay chuyển thì cũng nhắc nhở lòng phải cẩn thận. Nói chung là sau này từ sau khi dịch sau rồi chiến tranh rồi loạn lạc rồi nhiều thứ nó bi ai thảm sầu đấy các bạn, thì mình hôm qua thì mình chỉ nhìn thấy ở trong thuyền là nhìn thấy trong thuyền là nước nó nói chung là nó trắng láng ra, mà xong rồi nhìn thấy thuyền bơi trên nước mênh mông vậy, mà người thì thuyền thì không có mái gì đâu các bạn, thuyền nhìn như kiểu thuyền nam đó, thuyền thường thường thôi, mà người ngồi trên thuyền là đặc đi đó các bạn, mà nói chung là mình nhìn thấy như vậy thôi. Thì nhưng mà thường thường á, mình nhìn thấy cái gì là nó hay nhiệm màu cái đấy, thì mình chia sẻ với các bạn là chú tâm nhé, nói chung là cũng giống như là nhắc nhở các bạn thôi. Chúc các bạn thân tâm an lạc. Thì mình hiện tại thì mình đang ở Tây Nguyên thì là núi đấy các bạn, mà mình cũng đang còn sợ núi mà nó thành biển thì lại
động đất thì nó núi thì nó cao mấy thì nó cũng sụt xuống như các bạn, nên rất là trái đất đang đang thanh lọc nên là cũng rất là nguy hiểm đó các bạn. Nói chung là mình cảm nhận được đến đâu thì mình chia sẻ với các bạn đến đấy nhé. Cái này là đây là giống như là mình cảm nhận được một cái linh cảm, giống như mình bây giờ cũng có một giống như mà cũng có một phận sự, một nhiệm vụ để chia sẻ gì đó với các bạn để cho tâm nó bình an. Mình không chia sẻ được là mình cũng áy náy đó, thì mình muốn chia sẻ cùng các bạn. Rồi mình tặng các bạn là đọc cho các bạn nghe để các bạn cố gắng chiêm nghiệm nhé. Thần sầu quỷ khóc, vong hồn phong vong tồn thảm thương, quan tứ đại thiên vương tiếp lệnh, bốn cửa trận mẫu định trấn an, tám vị thần lực kim cang xông vào trận hóa pháp đàn thần thông, làm trời đất hư không nghiêng ngã, nhật nguyệt tinh châu hỏa đảo xoay, cũng như trong chóng lăn quay, thế rồi lặn mất không ngày hiện ra. Mẫu thâu lại yêu tà lăng mị, kẻ bất lương phải bị luật hình, hô phong hoán võ lôi đình, làm cho sóng nổ nước minh mông tràn, lửa dậy khắp dương gian nguy khổ, trận cuồng phong bão tố khắp vùng. Mẫu thâu xong ngày đổ bình an, nước rút sóng lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần, chỉ còn người hiền lương sống sót. Nói chung là hôm trước là có một video là mình có nói qua rồi đấy, hôm nay mình chỉ nhắc lướt qua một chút nhé. Tức là các bạn là cái năm mà sàng lọc kịch liệt đó các bạn là năm 21, 24, 27 và 29, thì đến năm 28 là bắt đầu bình an rồi, đến năm 29 là thanh lọc lại một lần nữa, và đến năm 30 là mới còn những người nào sống sót là những người hiền lương đấy các bạn. À, vậy hôm nay mình chia sẻ đến đây nhé, rồi chúc các bạn chú ý nhé. Chú ý hôm qua mình ngồi thiền là mình cũng giống như báo mộng đó. Nói chung là chúc các bạn cẩn trọng nhé. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nói chung là chúc ba gia ba tánh khỏe mạnh bình an, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phúc thọ tăng long, gia đình hương thịnh, chúng thuộc thương minh pháp giới, chúng sanh cùng lên bờ giác. Đây là cha mẹ và chư vị Phật mười phương của mình. Đây là cha mẹ, chư vị Phật mười phương của mình. Tôi chúc các bạn khỏe mạnh, thân tâm an lạc nhé. Mình về với cha với mẹ là vui lắm rồi đó các bạn. Đây, cha mẹ đây. Cha mẹ chư vị Phật mười phương.